Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Thượng đế và kẻ ăn xin. Có một người làm nghề ăn xin đã nhiều năm. Thậm chí cha mẹ anh ta, ông bà anh ta đều đã từng là ăn xin. Đến đời anh ta thì việc ăn xin đã trở thành chuyện đương nhiên. Từ nhỏ, anh ta đã theo cha mẹ đi xin ăn. Lớn lên cũng cứ như vậy, nối nghiệp. Thượng đế thấy thế, thương tình muốn cho người ăn xin một cơ hội đổi đời. Liền quá thân thành một thương nhân giàu có, tới bên người ăn xin. Nếu ta cho cậu 1 triệu đồng, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Thế thì tốt quá, cảm ơn lòng tốt của ngài. Nếu thế, tôi có thể mua ngay 1 chiếc điện thoại mà tôi vẫn mong muốn bấy lâu. Tại sao lại muốn mua điện thoại mà không phải thứ gì khác? Đồ ăn chẳng hạn, cậu không đói sao? Có đói chứ, nhưng nếu có điện thoại, tôi có thể dùng để liên lạc với những khu vực khác trong thành phố. Nơi nào đông người, làm ăn tốt, tôi có thể tới đó ăn xin. Thượng đế rất thất vọng. Vậy nếu ta cho cậu 10 triệu đồng thì sao? Dạ, thế thì tôi có thể mua 1 chiếc xe. 1 chiếc xe? Để làm gì? Sau này tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn. Nơi xa đến mấy cũng có thể đến được. Thượng đế cảm thấy rất bi thương. Nếu ta cho cậu 100 tỷ đồng thì sao? Kẻ ăn xin nghe xong, 2 mắt phát sáng. Tốt quá! Tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này. Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi. Ơ kìa, ngài không cho tôi tiền sao? Hỏi hoài mà 1 xu cũng không cho. Gặp phải ông già bị khùng, thiệt xui xẻo. Sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng chết đi trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Một số người thường nói, người ta nói ở hiền gặp lành, vậy mình không làm hại ai, mình ăn ở rất tốt, nhưng sao mình vẫn không giàu? Việc bạn giàu là do sự cố gắng, biết nhìn rộng, nhìn xa để nắm bắt thời cơ, hành động kịp thời. Nếu cứ mãi quen thuộc với một công việc nhàn nhã, không chịu động não và không tìm tòi cái mới, thì bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ.